Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nguyện vọng của con sâu róm. Có một con sâu róm cảm thấy tướng mạo mình vừa xấu, hành động lại vừa không linh hoạt, liền quán than với Thượng Đế. Thưa Ngài, Ngài sáng tạo vạn vật cố nhiên rất thần diện, nhưng con cảm thấy Ngài sắp đặt cuộc đời con không cao minh. Theo ngươi thế nào là không cao minh? Nói tiếp ta xem xét nào. Ngài chia cuộc đời con thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu vừa xấu xí vừa chậm chạp. Giai đoạn sau thì lại vừa đẹp đẽ vừa khéo léo. Khiến con ở giai đoạn đầu bị mọi người chửi rủa, còn giai đoạn sau lại được nhà thơ ca ngợi. Xấu thì quá xấu, đẹp thì quá đẹp. Sao Ngài không đồng đều một chút? Giá như con bây giờ tuy xấu một chút, nhưng hành động có thể khéo léo hơn. Sau này khi thành bướm rồi, tướng mạo xinh đẹp, nhưng hành động chậm chạp một chút. Như thế, hai giai đoạn làm sâu róm và bướm của con chẳng phải có thể trải qua rất vui vẻ hay sao? Người cho rằng suy nghĩ như thế là tuyệt lắm ư? Nhưng ngươi có biết rằng, nếu như thế thì ngươi sẽ không có cơ hội sống sót lâu không? Con không hiểu, tại sao thế ạ? Vì nếu ngươi có tướng mạo của bướm mà lại có tốc độ của sâu róm, thì ngay lập tức sẽ bị người khác tóm lấy. Ngươi cần biết, chính vì ngươi có hành động chậm chạp, nên ta mới ban cho ngươi cái tướng mạo xấu xí, khiến con người không dám đụng đến ngươi. Con người không để ý đến ngươi thì đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ ngươi còn muốn ta dung nạp ước muốn của ngươi nữa hay không? Không không không, xin Ngài duy trì sự sắp đặt vốn có. Bây giờ con mới hiểu, bất luận đẹp hay xấu, khéo léo hay chậm chạp, chỉ cần do Ngài sáng tạo thì nhất định là hoàn mỹ. Chú sâu trong câu chuyện ở trên vốn không hiểu rõ bản chất vấn đề, cũng chưa hiểu rõ được lý do của những sự kiện diễn ra với mình, nên băn khoăn và thắc mắc, mong muốn biến đổi con người mình thành một sinh vật khác mà không biết rằng cái gì xảy ra cũng có lý của nó. Như con người chúng ta, nếu không hiểu về những tiềm năng của bản thân, sẽ tự ti và thấy mình kém cỏi so với những người khác. Chẳng bao giờ ta vươn tới được thành công.